Xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ đến với các bạn về Allen Heath Z60 14 Epoch qua sử dụng. Những cái dòng hàng mà Allen Heath qua sử dụng này nó rất là tốt các bạn. Thứ nhất là cái sản phẩm này nó là nồi đồng cối đá. Rất là bền và nó không có hư. Các bạn không phải lo lắng gì về bàn mixer này. Tại ở trong bàn mixer Allen Heath là tất cả những cái thiết kế của nó là những cái dĩ mạch analog, từng dĩ vậy đó. Nó thứ nhất là nó bền, thứ hai nó xài linh kiện analog làm cho cái màu sắc của cái loại mixer này nó hoàn toàn khác tất cả những cái hãng khác. Bây giờ nhà mixer mà mắc tiền nhất thế giới không phải là mixer digital đâu các bạn. Mixer mắc tiền nhất thế giới hiện nay là những cái loại mixer analog mà ở trên đó người ta chèn những công cụ analog để làm cho mixer biểu diễn. Thì những cái khoản đầu tư đó thì rất là mắc. Nếu mà các bạn có tìm hiểu về âm thanh thì là những thiết bị analog cũng mắc tiền hơn thiết bị digital. Ví dụ như những cục xử lý ở trong phòng thu đó các bạn thì hoàn toàn mắc. Thì với bàn mixer Allen Heath rồi mình rất là tự tin. Bởi vì về cái chất lượng linh kiện và cái quy mô sản xuất của hãng này nó nổi tiếng thế giới bởi cái bàn Z này nè các bạn. Không phải là những cái series khác đâu. Cái series Z này nó thực sự rất là ấn tượng. Nó luôn luôn chỗ nào mà các bạn gắn cái mixer Allen Heath vô là cái tiếng luôn luôn nó dày lên, nó rõ ràng đó. Thì cái clip hôm nay thì mình sẽ giới thiệu về bàn mixer Z60 14FX đã qua sử dụng đó, cái hình thực tế như thế nào đó thì mình chụp lên cho các bạn đó. Thì cái loại này mình có nhiều lắm các bạn. Mấy cái loại này thì mình mua của khách cũng có, mình nhập khẩu nước ngoài cũng có. Thì trước khi tuyển để bán cho khách thì đa số là mình phải lựa hàng trước, nó phải ngon lành hết mình mới bán, hoàn hảo hết. Thì cái tỷ lệ mà để sửa là mình bán mixer lên hết rất là nhiều năm rồi mà tỷ lệ mà để mà sửa bàn mixer này dường như là không, và không có một cái trục trặc gì xảy ra với bàn mixer này hết các bạn, tức là ổn định đó. Rồi đây là cái này thì clip test của nó thôi, mời các bạn nghe. Ở trong cái phần hàng qua sử dụng này các bạn coi chuột mình này, thì mình có gửi cái clip test đây đó. Thì hôm nay thì mình không có test, hôm nay chỉ là thông báo cho các bạn biết là ok mình có bàn này qua sử dụng. Cái này là mình quay sóng 100% bằng điện thoại, quay trực tiếp vô loa các bạn, như vậy nó mới thực tế. Chứ mà mình mà ghi âm rồi á thì mình không hiểu là cái sao nó ra như thế nào, khó lắm. Khi mà thu âm rồi á thì chắc chắn là cái sao nó sẽ hay, nhưng mà lúc đó mình về mình xài ở trên cái bàn hệ thống nhà mình á thì nó lại chất quất, nên mình lại thích quay sóng hơn. Bạn nào muốn nghe cái clip test này thì lên website của mình rồi chọn vô cái phần Z60 14FX cũ đó, thì mình có chèn cái clip này nè. Cái bàn này thì nó có cái con effect echo trộn reverb so với bàn đây nè. Các bạn coi cái đèn delay reverb. Với bàn ZY10FX hoặc là Z6FX, những thế hệ mà sau dòng ZY đó, thì nó có kiểu một con vợt mà rất là nói chung là rất là đỉnh cao các bạn. Mình phải dám nói là bây giờ mà nếu mà cái đó là những chuyên gia nước ngoài người ta cài đặt nên mình nghe hoài nó không có chán. Còn những cái gì mà mình cài đặt á, hoặc là mình chỉnh sửa bằng cái theo cái cảm nhận của mình á, thì một vài bữa nữa thì mình nghe lại thì nó cũng, tại vì thật ra là những cái mình chủ quan thì nó không bao giờ mà nó tiêu chuẩn được. Mình chỉ có làm đúng thôi, trong âm thanh chỉ có làm đúng thôi, và không thể nào làm đúng và tuân thủ vào những nguyên tắc về kỹ thuật. Chắc chắn là các bạn sẽ, cái bộ máy của bạn có thể chơi 10-20 năm các bạn không hề chán một ly nào hết. Còn mà nó đã đặt khập khiễng rồi á thì chắc chắn 100% là các bạn sẽ chơi nó ABCD. Thì
thì chơi cái bàn Z Z10 FX này nó sẽ phù hợp với vấn đề về châu Á hơn, vấn đề cao kê hơn. Về phần xử lý âm nhạc là mộc mạc qua những RA analog rồi, thì nó còn trang bị cho các bạn cái phần effect này thì mình đánh giá rất là cao. Tại vì khi mà các bạn chơi âm thanh bằng mixer á, khi nào cái tiếng của các bạn nó cũng rõ ràng hơn, nó trung thực hơn, nó nhẹ tiếng hơn. Tại vì sao? Tại vì nó boost cái tín hiệu. Còn cái phần vang số hay là ABCD á, nó là một phạm trù xa, rất rất là xa với bàn mixer Allen Heath này các bạn. Phải nói 100% là để mà đạt được chất lượng như này, chắc vang số nó phải cần phát triển phải là 5 6 năm, chục năm nữa ví dụ, nhưng mà nó phải thuộc về tiêu chuẩn quốc tế thì nó mới được, chứ còn nó vẫn còn nằm ở cái phân khúc của Trung Quốc á, thì vĩnh viễn không bao giờ mà đạt được cái màu sắc như bàn mixer Allen Heath mà có cái echo trộn reverb này hết. Thì mình bán nhiều và mình trải nghiệm nhiều thì mình chia sẻ cho các bạn như vậy. Thì với cái Z60 14 FX này, âm 10 FX này á, thì chất lượng rất là tốt. Bạn nào muốn mua bàn này thì nếu mà các bạn coi trên Facebook á thì mình giảm cho các bạn 10%. Nếu các bạn xem ở trên YouTube đó, nói là mình xem trên YouTube mình biết thông tin về bàn này á, thì mình sẽ giảm cho các bạn 10% luôn. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở clip sau.